cái giờ nhá, xem nó có ra cái gì không. Tôi còn chưa biết chiêu là cái gì này. Ờ, nhưng mà béo anh gần thì nó vẫn là thần đồng rồi, được rồi. Ừ, trẻ con nó mũm mĩm bao giờ nhìn nó dễ thương, nhưng mà người lớn mũm mĩm mà nhìn là muốn đấm. Người lớn mũm mĩm thì nhìn nó không không thể dễ thương như trẻ con được rồi. Fuck, tôi ghét con Zanna. Ừ, Sona hay hơn. Sona đi. Sona đi. Được, mẹ đã thấy bố mình sẽ đánh Sona. Mẹ nhìn chúng nó chơi mấy con sốc chết này, mình không muốn đánh Sona lắm. Ô một ngày tưng bừng bảo em thơ chớ mong. Cái gì? À, bài bài. Ừ. Đấy, mày nói. Mày nói tao mới nhớ đấy. Rồi con này dễ chơi bỏ mẹ được. Ok. Con này lấy cái gì nhỉ? Con này lấy hộ vệ à hay là lấy dư chấn? Dư chấn chứ đúng không? Con này phải lấy dư chấn thì mới có. Đây. Hay. Bắt đầu thấy nó hay hơn một chút xíu rồi đấy. Cái nào bây giờ nhỉ? Thức mạnh thích ứng à? Chỉ còn mẹ chúng mày với tao rồi, gặp đúng main main pai rồi, chúng mày sắc. Thôi tao chọn skin cơ bản được không? Được cái gì thế thôi. Tao lại chuyển sang đây có cái gì hay không nhỉ? À không có đa sắc, tệ thế. Thôi dùng tạm vậy. Huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei bật khóc tuyên bố giải nghệ sau khi thể lực suy giảm do căn bệnh ung thư. Đấy. Mẹ một người chơi thể thao khỏe mạnh như thế cuối cùng cũng vẫn mắc ung thư, để hiểu kiểu gì. Thế éo là mà đi không gặp chúng nó mới đỉnh chứ. Xong rồi về đây gặp cả team đứng trong này thì buồn cười lắm luôn ấy. Đấy. Đi ra buồn cười vãi liền mồm, mình thối thật chứ. Thì kẻ thối thực sự. Buồn cười vãi cả lìn. Này ông này ăn mẹ hết lính, nhưng mình ra lên cấp 2 muộn hơn thì mẹ bố tiên sư nhỉ nó. Xong rồi ghét mấy thằng đồng đội lìn héo thật chứ. Xong rồi thua đường nó lại chửi, nó lại chửi support thì mẹ thế mới cay. Địt con mẹ. Điều thằng kia cũng đánh Sida thật chứ. Có lẽ mình đã chọc quy ở dạng nhanh cho nó nhiều đam rồi đấy. Xong rồi mình thiếu đốt con này mà đéo đủ đam đấy. Ông AD ông chạy đã, ông chạy thẳng luôn ạ. À. Địt tệ bạc thật. May mà gặp thằng Vên nó bánh đần chứ. Ông gặp ông này AD chết rồi còn dùng quy đẩy đường ạ. À. Mừng cho ông ý. Mình mà là Ven mình chỉ mong những người bạn support như ở Zanna. Nghi thằng Vi vẫn đang đứng sau lưng người lắm thì bên. Chết mẹ mày đi. Cho nó nhanh. Tôi nói là tôi biết chơi con này anh em không tin à. Mấy con dĩ này tôi lo được. Chẳng qua là không cho tôi cơ hội đánh thôi. Tôi đi với thằng AD này thì tức là kỹ năng của ông này cũng được, không tệ. Nhưng mà kiểu là không tương tác với nhau ấy. Nên là cũng hơi khó đánh là vì thế.
thì mẹ kia đến kịp rồi. Ôi, ông kia thăm mình tệ thế. Quả đấy mình đến chậm quá. Ui ây kìa. Con này dễ chơi nhở. Hai tôi lại làm thêm boy one champ pie đấy nhở. Làm ở choco pie cái. Ui ôi, trượt kìa. Và phá luôn, và phá luôn. Ui ôi. Trượt kìa. Hết con mẹ Mona rồi. Tốt, 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 tốt. Đi. Nếu làm gì được, nó có bùa đỏ đấm díu vãi lìn. Ui. Lấy đi, lấy đi. Còn tốc biến, mình tiếc tốc biến quá. Quả đấy không đủ đam kìa. Ui trượt. Ui rồi ôi. Ăn cả sắt đào nặng quá. Đánh con này hay quá anh em ơi. Bên mặt díu vãi lìn. Đẩy đi Kennen, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đấy, này ping này không không ra tính ping luôn này. Nhanh lên. Ít bè. Để cái E để lướt ra rồi mà không kịp. Rồi đẩy cho cái Nen nó đẩy. Đúng rồi. Đéo được. Khỏe thế. Dồn bao nhiêu đam mà không chết kìa. Vali. Vali đẹp vãi trưởng anh em ạ. Tôi được bên nhãn hàng ấy sớt tặng một cái vali siêu đẹp luôn. Trong khi tôi vừa bỏ tiền ra mua một cái vali hơn 1 triệu chả đâu vì đâu. Thế mà họ không tặng tôi sớm hơn một tí. Nhưng mà thôi không sao. Cái này quá ngon rồi.
khỏe mà, thằng Ori khỏe vãi đái, lúc đầu nó chênh thằng AD 4 cấp liền. Thôi từ từ. Thì con mẹ đang chỉnh cái tai nghe, cay vãi cả lịt. Hay mua mày thanh tẩy lợp thế, khăn giải thuật lợp thế, phun mẹ đồ rồi, đánh lúc lúc phun mẹ đồ này. Con này nhiều tiền thật, công nhận là con này nhiều tiền đấy. Tôi còn đánh như kiểu là đánh mẹ không biết đánh đấy. Thôi end game rồi, end game à, end game rồi. Tôi định lấy cái khiên băng, tôi lấy tí slow để tôi dí được AD ấy mà. Team băng thì nó thử hồi chiêu nhiều quá. Khỏe lắm à. Trận đấu cũng có phần hơi lạt lẽo.